Số 846. Kinh Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa. Hán dịch đời Triệu Tống, Đại sư Pháp Thiên. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong đại chúng. Khi ấy có ngoại đạo không hiểu về hành đại thừa, có điều nghi ngờ muốn được giải bày, nên đến chỗ ở của Đức Phật, cúi đầu cung kính chắp tay hỏi về nghĩa của vô ngã. Đại trượng phu là bậc nhất thiết trí thừa nhận nói thân này vô ngã. Nếu thân vô ngã, bản tánh cũng không, thì tại sao nói có các việc buồn khóc vui cười yêu ghét, nói hai lưỡi vân vân? Những sự việc ấy do đâu sinh ra? Điều này làm tôi nghi ngờ, xin Như Lai thương xót giải trừ cho. Theo lời Như Lai đã nói, đã giảng nói, thân và bản tánh có hay không như thế nào? Phật bảo ngoại đạo, nay ông hãy lắng nghe và ghi nhận, ta sẽ vì ông giải nói rõ. Phật nói, thân và bản tánh, thể của nó vốn không, nói có hoặc không thì trở thành hai pháp. Nói có thì đấy là hư vọng. Phật nói, nên quán xét về các về toàn thân, từ tóc, móng, da, lông, hai tay, hai chân, cho đến thịt, gân, ruột, gan, xương, tủy, cái thứ khắp bên trong bên ngoài cũng không thấy có bản tánh. Ngoài đạo nói, này bậc đại trượng phu, nếu ngài nhìn những thứ đó không thấy bản tánh thì tôi dùng nhục nhãn làm sao có thể thấy được? Vậy dùng thiên nhãn thì có thể thấy được bản tánh chăng? Phật bảo, thiên nhãn nhìn những thứ ấy thì thấy không có sắc, không có tướng, không có trụ. Đây là thấy mà chẳng phải thấy. Ngoại đạo hỏi, nếu nói như vậy thì Đại Thánh Vọng Ngữ, nếu chúng chẳng có thật, thì tại sao thấy có khóc, cười, vui đùa, tức giận, yêu ghét, nói hai lưỡi, vân vân? Như thế, tại sao nói là không? Là nói hoặc có, hoặc không, thì trở thành hai nghĩa. Lại hỏi, này bậc đại trượng phu, nếu không thể nói được là có hay không, thì tại sao nói có chỗ vướng mắc, không chỗ vướng mắc? Ta lại hỏi về không ấy, nghĩa như thế nào? Phật nói, đúng vậy, đúng vậy, không chẳng phải là sự thật, thể của nó không thể đạt được. Ngoài đạo nói, nếu như vậy thì các sự việc như cười, khóc, vui đùa, tức giận, yêu ghét, nói hai lưỡi mà tôi thấy được là như thế nào? Phật bảo, nó như mộng, như huyễn, như biến hóa, như tướng của ảnh tượng. Ngoài đạo hỏi, tướng của mộng như thế nào? Tướng của huyễn hóa, tướng của ảnh tượng như thế nào? Phật nói, huyễn hóa chẳng phải là thật tướng, hư không, không thể nắm giữ, mộng vốn không, như bóng nước, ảnh tượng, không có hình sắc, hư dối, không thật. Chỗ thấy là như vậy, cho đến tất cả các sự việc đều như huyễn, như hóa, như mộng, như ảnh tượng, nên thấy như vậy. Lại nữa, có hai loại kiến giải, trang nghiêm, chân như. Trang nghiêm ấy, đây gọi là ngã, đây gọi là người, đây gọi là nhân ngã, gọi là người thế gian. Tư duy cho đến tài sản, nam nữ, anh em, thê, thiếp đều do tâm tư duy mà trang nghiêm. Các pháp vừa nói kia vốn không có ta, không có người, không có nhân, không có thọ mạng, không có nhân ngã, không có hữu tình, không có thế gian, không có kiến giải, không có tài sản, không có nam nữ, không có bạn bè, không có thê thiếp. Tất cả những thứ đó đều không thấy có tự tánh. Thế nào là xuất thế gian? Trang nghiêm quả báo có thiện ác sinh diệt. Dùng chân như trang nghiêm quả báo không có thiện, không có ác, không sinh, không diệt, không có phiền não, không có diệu lạc. Các pháp kia mỗi mỗi là như vậy. Lại nữa, thế gian và xuất thế gian, hai thứ trang nghiêm này, các loài hữu tình nhờ nơi trang nghiêm mà sinh phiền não, khiến ở trong luân hồi xoay vần nhiều kiếp không biết về chân như. Người biết pháp suy nghĩ về sự trang nghiêm thì sợ hãi khổ thọ này, vì điều ác của khổ thọ ấy làm xa lìa giải thoát, không thấy được đạo. Loài hữu tình ngu si do mê chấp bị luân chuyển theo sinh tử, đọa trong cõi ác, hành động theo các pháp thế gian không thấy chân như, nên luân hồi mãi. Cũng như dệt lưới, dùng sợi chỉ cho chạy đi chạy lại,
như mặt trời mặt trăng xoay chuyển có ngày và đêm thay đổi ở trong thế gian. Các hành vô thường không bao lâu thì bị hoại diệt, luân chuyển xoay vần trong sinh tử cũng là như vậy. Nhân thể của chân như thì lìa trang nghiêm, là như người trời Kẻ Tát Bà và hàng nữ giới ở cõi trời, dù quả báo trang nghiêm bị đọa trong tất cả các cõi. Nhưng cũng có người tọa trì thần chú thành tựu và xoa khả na la ma hầu la già, và tất cả vì quả báo trang nghiêm nên bị đọa địa ngục. Atula hoặc dùng thần thông của mình và tạo công đức dùng tất cả để có quả báo trang nghiêm, hoặc sinh vào cõi trời kia. Như vua Đế Thích, vua chuyển luân có đầy đủ đức tối thượng, tất cả vì quả báo trang nghiêm nên sinh, nên bị sinh trong loài súc sinh. Vật trí trong mọi lúc cần phải xa lìa cái vui tối thượng ở cõi trời, từ quán tâm bồ đề sáng rõ thông suốt, không có tự tánh, không chướng ngại, cũng không chỗ trụ, tất cả đều không, cũng xa lìa tất cả hỷ luận. Này ngoại đạo, tướng của tâm bồ đề là không cứng, không mềm, không nóng, không lạnh, không tiếp xúc được, không nắm bắt được. Lại nữa, tướng của tâm bồ đề là không dài, không ngắn, không tròn, không vuông, không mập, không ốm. Lại nữa, tướng của tâm bồ đề là không trắng, không đen, không đỏ, không vàng, không màu sắc, không hình tướng. Tâm bồ đề kia không có tướng tạo tác, không hiển bày, không tánh, không trói buộc, cũng như hư không, không có màu sắc. Tướng của tâm bồ đề là mọi sự quan sát. Này ngoại đạo, ông nên biết tâm bồ đề và bát nhã ba la mật đa tương ưng với nhau. Lại nữa, tướng của tâm bồ đề tự tánh thanh tịnh, không vật gì có thể ví dụ được, không thể nhìn thấy, đây là chỗ tối thượng. Lại nữa, tướng của tâm bồ đề không như hình tượng các vật, cũng không phải vật tương tự như bọt nước tụ lại, tuy thấy nhưng nó chẳng thật có, như hiện hóa như bóng nước. Ví như nặng đất làm thành những vật dụng, đầy đủ thứ tên, nhưng tất cả chỉ là hỷ luận. Tham sân si cũng là huyễn hóa, chỉ có một vị là không, như sự dừng lại của ánh điện chớp, chỉ trong sát na là không còn nhìn thấy. Quán bát nhã ba la mật và làm các việc thiện cũng là như vậy, cho đến nói cười đùa vui ca múa sung sướng ăn uống ái dục, tất cả đều như mộng. Các hành cũng là hữu tình, cuối cùng tạo của nó cũng là không, tâm cũng ví như hư không. Thì nghi ngờ do đâu phát sinh? Thực hành hạnh bát nhã thường thuận theo pháp quán này, thấu rõ tánh của tất cả các pháp, như vậy tự nhiên giải thoát đã đến chỗ tối thượng. Chư Phật đã dạy bồ đề vô thượng do đấy sinh ra, nên quán pháp này, người quán pháp này đạt được niết bàn tối thượng, cho đến quá khứ đã tạo cái tội lỗi đều được tiêu trừ, sinh khởi công đức vô lượng, ở trong đời này không nhiễm các lỗi lầm, tinh tấn quan sát thực hành quyết định thành tựu. Nếu không tương ứng với chân như, nên niệm chú phi chân như và ấn kim cang lên chân như vô sanh mà phát khởi. Thực hành tạo tương ứng với chân như, quyết định đạt được công đức viên mãn như trên. Bây giờ, ngoại đạo nghe Phật dạy nói như vậy, rồi suy nghĩ, quan sát kỹ lời dạy đó, lưới nghi kia được đoạn trừ. Ngoại đạo quán sát như vậy rồi, được trụ vào Đại Thừa, chiêm ngưỡng Thế Tôn, vui vẻ đảnh lễ mà lui ra. Kinh ngoại đạo, vấn Thánh Đại Thừa Pháp.